Cú đây bong bóng nó khỉa bạn với lọc mà chụp cái nhóm mà đoàn tiết nơi video thầm mấy mùi tí đáy bát ngay đi nhầm nò mà rằm bóng bóng từ tui xin nè nơi website tui sắp phải chế pi được bấy bạn tạm về và lý bạn chẳng dương từ mơ đang ngọt khỉa cho môi nhóm bà tỏ tập bạn chẳng website thì mỗi nhóm trâu từ can website bao sao mí bạn chẳng nhóm trâu bao Google Chrome máu bạn nhóm vay bị tha sao mí đã so ấy bạn mới vay mí đặt tê sẵn vay mí so âm ái tha chỉ chánh ok mí.com bạn chẳng chơi nhảy sao mí mí nữa bạn cho bạn lửa bạn chẳng dừng cho mà cứ miền thu sập đội này chẳng nè à, thu sập bỏ Xiaomi trên thầm mây nâu đậm môi S miền chán mà lại dừng nhầm cho thầm mơ thu sập môi mới à, miền chán nè à, thu sập thầm mây bị lộn nơi lửa kê chẳng nè lấy dừng cho màu Realme Redmi Note 11T ni mùi mớ ok mớ nhầm off cho cầu mớ đi chứ ba nè à Note 11 ấy là Realme 11T Pro và 5G Hyperphone ni vì đã so chấn một con website này chấn ok lâu dân cho mì một bập máu dân mưa spike anh đang lên dịch máu nè sao mì đập mùi thì profile chỉ bạn nè rụt riêng mong bồn mà à ta bà mơ cầm lăng sân đình mơ hand free dual voice assist ok nè chứ spike bỏ vía mong bồn ấy càng đập mùi hơn bạn đập bit ao cái AO LED display nè càng hay sạc mò bạn super charge bạn cái hyper charge nữa bạn mà rồi mà pay vặt sao mì bà sạc mò mà rồi phía rồi cho này bê ta đập rumpel này tí đấy lươn mẹn tên bạn chẳng dừng bật tòa màu tiết cư tiện tông thân nâng camera bạn mà rồi bằng 7 megapixel driver camera bạn hãy direct mode bạn hạ sập direct mode Pussy View Wing bằng phone mà cư Quadcom Snapdragon bằng 7 5G lý club ball bà chẳng mà điều mà sân club ball đập bay band support snapdragon bay rồi 88 cặp series ấy bà này game ấy các bạn lưu lúc hát ta game tộc ta xịp sật và tôi mơ xâm lên với mà xâm lên miên speaker bị crop bà này khẳng lờ mũi khẳng crowd mũi nè bóng môn khơi nhé dual stereo speaker sound by Harman Kardon điện bà chẳng là chia speaker bọc rộng hồn là bày khang xâm lên lại Harman Kardon bà lời này nó we support Dolby Atmos điện bà xử lý hơi chấm bùa ekrang bà nè HDR đọc 10 plus video record by N chẳng camera về thơ bàn mặt tập hiệp khẳng mà trong thân 7 năm Android update 4 năm for security ok update bàn đầu đập 7 năm 7 chân oan hơi nâng 4 năm rồi lưu ca với chú được thí ok chẳng chẳng bố hệ thu sập với ní cư
nhưng mơ spec tới lõ bạn hai à, vậy bạn thà em còn đã bỏ một bồn mới nhóm sửa lành bỏ thực sự một đi chiến bạn này bỏ Celestial Blue bạn này bà mà nhặt toàn prap tâm hồn tốt bà tâm bay chi rèm rư bộ mà rồi phải bay chi bà bay spike ní bạn hơi bầm bay chi pi ha bầm muối nâng đập pi chi pi ha bầm muối bà chân cầm ra bao viết bằng phone nè cầm ra mà rồi size 4 mm bà cầm pu hà nâng là về cầm ra chất sập bầm muối âm âm nè bà cái chợ OLED dot display bà 2400 con 18 bà aspect ratio mà phải đòi 4 Dolby Vision support bà support từ Dolby Atmos nâng hay refresh rate ở bài krang cứ mà rồi phải chỉ cả hớt rồi phải cả hớt mà type simple up to nè chúng mong bọn cho mơ bật thay mở để tông spec lùm ất mà tông nâng camera này camera cỏi mà rồi bông bay bột pra mà nâng tripod camera mà vài anh có mà rồi bay megapixel nữa bay mega ultra wide tập pram nâng telephoto và camera mốc photo feature support đó for 8K video camera cloud bằng phone này bà rear camera video record bà record đó 7K em bà chân cầm ai khát bé bà xa mấy mơ bà nâng đấy bộ xử lý thí nhóm cho tự can à, Vivo mà đó mà Vivo bà chú bài là Vivo mà chờ nhờ Vivo Home Global bà chân tu sập này cứ chỉ một đeo thông mây rồi bà Vivo bà cứ vi mà phải bay phải chi mà ngồi khởi vì đã bắt đặt rụp lật dọc rụp thòm chết rồi bọn này bà hạ sập lấy dân châu màu product thịt màu nà nhưng mà phải bay phải chi nâng mùi quá tụi sắp nâng lưu thập đồ bò bán thì bà bò miếng này bê dân đại ưu thọ bà co rồi gò bà ca rồi ấy đó vì đồ bò lưu nâng bán thiết á bà này camera selfie plus 20 mega pixel này miền nó sọc mai mở bà này cái chợ bà prai po nằm bông kê ok cái nhé này cầm chì bà này cứ camera super wide angle 105 degrees bà là pe camera mốc 50 pixel auto focus pe dual tone spotlight ชนวยเพลิงไปทอดนั่นแล้วไปกล้องเซลฟี่พลูนี่ดำบงเก๊กในกัมพูชีนี่กลายเป็นไอคัสตอมบานมีวอร์มเนเชอรัลแอนด์คูลที่สุดดอชลาดไว้ของการทอดรูปพอร์เทรตเนี่ยกล้องเอชดีบ่าว้าวประทับอุดมทอมจิตในเนี่ยเมื่อสไปติดมาบ้าโอเคยมโจมาสไปติดว่าเป็นปีปอมีขมายไทยนั้งซันซายโกลนั้งสตาร์ดัสแบล็กบ้านยังจะเมื่อไดเมนชันบ้านคือไดเมนชันวิ่งมาลอยหาสปัมเปอร์จอยมาเผยคนนั้งจัดสปีบ้านไอ้กำราเวียบ2.39 mm บ่ปอกขมัย
nâng mà đập bò này được mới o bò này vì thì cái này nâng o à này à, dimension vía riêng tràn đi tràn riêng tích bạn virtual radio và tung ngôn mà rồi chất sập phẩm 4 gram và đập bè bò mía mà rồi 31 gram the light và này $550 basic processor này MediaTek bản CPU Dimensity 920 RAM 12GB bộ SDP 256 storage room mà từ mở thmo với mà cầm năng thmo 4200 mAh bạn hay miền support charge fast charge 44W 11V 4A vậy mà color miền Stardust Black bọc màu mình nhắc hai nâng bó Sunshine Gold là operation system mà phần touch OS đập bì screen phẩm mùi chạy buồn sai sập buồn ính bạn này bạn resolution bạn Full HD Plus mà phải buồn sâu sôn còn đọc bạn sập Full HD Plus Type OLED touch screen capacity multi touch camera front và camera crawl 50 megapixel autofocus bộ 8 megapixel wide angle and 44 mà à xong tôi bật camera crawl yani camera mốc 64 megapixel autofocus đấy hay nâng miền 8 megapixel wide angle bộ nâng 2 megapixel macro camera một tiệm mà thọ được phiếp chất ắt bà chúng tôi aperture front main bạn wide angle này dựng án nhóm sợi đằng này để tạo là nâng camera nâng bạn flash dual tone flash spotlight bạn nâng à flash mục mà nhé là chân nuôi bê thọt selfie send mode bạn để tạo là nâng autofocus mà những miền AI extreme night steady face ai tràn tiết bạn miễn ảnh thọt slow motion bạn high solution live photo nè tí đó và wifi vía cứ pi chạy buồn chi cả hơi đó 5G nữa bluetooth của miễn pram chạy pi ba version mấy USB type C và chức năng xạ vía nắng GPS support OTG có support và NFC có support tiết bạn network card network bạn xây dựng khăn mát đấy mà ở mặt gram tiết sensor bạn cứ miền thành fingerprint bạn miền ấy tiết nắng được gì support accelerometer ấy cái nắng nhầm thời đằng đá nắng ní chữa tao nâng sầm lấy support ấy cái kla để inbox miền tụ sắp một cương headset vía document là nâng gai nâng USB cap bo nâng xa đồng xa bà hay nâng này cái này adapter này convert nâng inject tool là chỗ chạy sim phone cache miền cache muối hay nâng protective film mùi điện nâng việc bật chuột nơi nâng ekran sạch bà chúng ta bằng con miền nhầm nằm vào lòng lờ Vivo này nhé bạn buộc nhóm cứ mới tới nhóm mặt sư cho chất này nhé nè nè sum camera mà đã là này đã phải cho đã tới nhóm khơi nhà này về điện tì tụi tình chẳng chẳng mới tới nhóm cái ta xa chuyện này bạn nắng chỉ dụ bò mẹ nhóm tế bạn ta bằng con vô lần ngã comment nơi càng cao video này bạn ok chẳng chẳng chua website pin này nhom chạm ram the Vivo tràn chiếng Xiaomi này bạn ok chẳng có xong bài chọn video này tập phần nắng ok nhập ca tam lan từ sau video mùi này trang bị làm ok